Ê chàng ơi, hôm nay lại cuối tuần nữa rồi, ngày qua ngày, tuần qua tuần, chờ qua đờ thì có nhiêu đó thôi. Quý vị khán giả và các cô chú bác cũng như các bạn thân mến, hôm nay có khỏe không? Ngoài trời hình như nó sẽ trời nóng lắm. Wow. Em thì sức khỏe thì cũng khỏe, nhưng mà cái đầu óc thì nó hơi mệt một tí xíu. Sáng nào phải uống cà phê cho nó tỉnh táo. Sáng sớm á, cái đầu óc của mình là nó quan trọng nhất nha các bạn. Mình mà sáng sớm mà mình thoải mái đó thì nguyên ngày đó là mình suôn sẻ. Còn sáng sớm mà đầu óc mình lừ đừ á thì sẽ thấy làm sao nguyên ngày đó. Các bạn hiểu không? Bây giờ sợ mấy người mà hai mặt có các bạn ơi. Cũng như tiền cắt cũng vậy. Không? Cái đồng tiền này nó là 1 sen. Đồng tiền này là nó nhỏ nhất của nước Mỹ, là 1 sen, là một cái tờ, cái đồng mà đọt cắt cắt mà đỏ đỏ đó nha các bạn. Thì đồng tiền á, nó hai mặt thì chúng ta đều biết rồi, thấy rõ rồi, thấy không? Cái mặt trước là cái mặt hình, cái mặt sau á, là cái mặt chữ, thấy không? Đồng tiền hai mặt á, mình nhìn thấy rõ, nhưng mà con người mà hai mặt đó không nhìn được. Mình chỉ nhìn được cái mặt ở trước trước mắt của mình thôi, chứ mà cái mặt đằng sau không thể nào mà tìm ra được các bạn ơi. Thì mà bây giờ cũng có rất là nhiều người họ dùng bên bên ai đó không thích, nó không thích em á, họ dùng những cái nick nick ảo á các bạn, họ vào họ công kích bằng cái tinh thần á các bạn. Cũng như là có một người nào đó bình luận vào nói là gì đó, nói em là đê hèn, kêu gọi người ta không coi những cái kênh mà của tụi mà bất nghĩa đó, kêu nói em đê hèn. Thì nói chung á, người ta ghét mình á là tại vì người ta thua mình người ta mới ghét thôi, các bạn đồng ý không? Và cái phong cách của em là quay phim á, bây giờ cũng có phát hiện cũng có một số người bắt chước theo, thì cái đó cũng tốt thôi, cái đó làm cho nên đem cho cộng đồng mình được vui vẻ, cộng đồng mạng mình được vui vẻ. Còn các bạn biết á, nó có một bây giờ nó có một cái câu chuyện nó như thế này. Bây giờ nè, có một ông tỷ phú và một ông kiều phu. Thì ông tỷ phú đó đó thì giúp đỡ rất là nhiều tiền cho những người mồ côi chẳng hạn như vậy đi. Và ông kiều phu á thì không có tiền gì hết, ông chỉ giúp được một chén cơm cho một đứa bé nghèo khổ. Còn ông tỷ phú thì cho một đứa bé nghèo khổ một số tiền. Nhưng thực sự cuối cùng người nào đạt được chánh quả? Các bạn đoán thử. Ông kiều phu là người đạt được chánh quả. Tại vì ông nghèo, ông không có tiền, ông cho những người nghèo khổ khác với một cái tấm lòng của mình, với một cái chân tình của mình. Còn ông tỷ phú kia cho cái đồng tiền cho những người nghèo khổ đó với một cái đích là âm mưu để mà lấy tiếng. Thì cho nên trên con đường tu học thì người tỷ phú đó lúc nào cũng thua cái người kiều phu cả. Khi mà mình làm từ thiện, mình cho dù mình cho hàng tỷ tiền đi nữa, nhưng mà mình không có cái lòng để mà từ bi, không có lòng mà từ thiện thật sự, thì những cái công phước đó, cái phước báo đó đều bị tan hết. Còn ông kiều phu, ông không có tiền ăn, nhưng mà ông lại chia đi một chén cơm của ông cho những người cần thiết tới chén cơm đó. Cho nên các bạn cũng thấy đó, cái công phước là do cái tâm của mình thôi. Cho nên người lương thiện đó, mình lúc nào cũng phải giữ trọn cái lương tâm, đừng để đánh mất cái lương tâm của mình. Khi mà mình đánh mất cái lương tâm của mình, giống như mình tự luyện mình vào cái vực sâu vậy, các bạn hiểu không? Coi như các bạn cũng thấy đó, tại sao mà có một số người quay lưng lại, chống lưng cho ông tỷ phú đó và để chửi bới Thiền Am. Vì sao? Vì cái đồng tiền của ông ta, hay là vì Thiền Am xấu xa,
Nếu như mà thiền am xấu xa mà ông ta kêu những người đó mà kể lể những cái tình trạng ở trong thiền am cho những người đó biết, để người đó nói xấu lại thiền am, như vậy cái người làm từ thiện này thực sự có tâm thiện không các bạn? Nếu như mình là người lương thiện, mình là người có tâm thiện, thì lúc nào mình cũng không mang ân thù trong lòng của mình cả. Mà một người làm thiện nguyện thực sự thì họ không bao giờ mà phải nói là bôi nhọ những người khác, nói xấu những người khác cả. Thí dụ như bây giờ mình cho một người này một nồi cơm, mà ông kiều phu, ông không có tiền, ông cho được một chén cơm thôi, nhưng mà cái người mà đi cho nồi cơm đó, họ lại nói đó, cứ tới đó cho tiền nó đi, nó sẽ lấy, cho nó quà, nó không lấy đâu. Cái người làm từ thiện như vậy, ai nói lên những lời đó hả các bạn? Còn ông tiều phu đó chỉ có một chén cơm đem tới dâng lên, thì nói đây là tấm lòng của tôi, tuy tôi nghèo khổ lắm nhưng tôi chỉ có một cái chén cơm này thôi, và tôi xin hiến tặng chén cơm này cho người cần đến chén cơm này đó. Cho nên cái công đức mà cuối cùng á, người mà được hưởng đó là ông kiều phu, các bạn hiểu không? Còn cái ông mà làm từ thiện gì đó, ông đã từ đi cái thiện của ông rồi. Các bạn thấy không? Từ thiện nó có hai ba mặt nghĩa lận. Mình từ đi cái làm thiện của mình, hay là mình từ thiện thực sự. Cái này là họ là từ đi cái thiện của họ. Họ bán rẻ đi cái lương tâm của họ để mà chụp xuống nó xuống trong vực sâu. Các bạn thấy rõ chưa? Nếu như mà những cái chuyện lùm xùm trong thiền am đó mà ông ta đó, tỷ phú đó không có kể ra hay này này nọ, thì những người khác làm sao mà du khống đó, các bạn thấy không? Nhưng mà những cái chuyện ông ta kể ra đó có thật hay không, hay là không có thật? Cho nên cái bây giờ các bạn mới biết rằng người nào là thật, người nào là giả, thấy không? Những người mà lương thiện họ không quan tâm tới chuyện thị phi, không quan tâm tới những cái lời nói của người khác. Cho nên các sau những cái sóng gió mà các quý thầy không có lên tiếng nói này nói nọ, thì các bạn cũng đã nhận xét được ai là người lương thiện rồi chứ gì. Và có vài lần ông tỷ phú đó đến và cũng vô phòng của các cô, nhưng mà không biết để là vô đó để làm gì thôi. Nhưng thực sự ra phải có mục đích gì đó ông ta mới đi vào phòng. Còn ông kiều phu, ông tới ông tặng một chén cơm, ông để đó và ông chỉ uống một tách ly trà để mà trả lễ, thì để mà tâm sự qua lại những cuộc sống và những cái đời sống của ông ta, ông kiều phu cực khổ như thế nào. Còn ông kia thì ý, ta có tiền, ta có thế, cho nên cho người đi vòng vòng khắp chỗ hết để mà khám phá cái này, khám phá cái nọ. Vậy là các bạn biết cái người đi vòng vòng đó là ai rồi chứ gì. Thì nói chung á, ở trên đời này có rất là nhiều người loại mặt. Thì có người bình luận qua em á, nói hiện tại bây giờ có ba thế lực, nhưng thực sự không phải là gì đâu. Ba thế lực này là đều nhập vô một cả. Cho nên các bạn thấy đó, họ càng hãm hại thiền am, nhưng thiền am vẫn còn đứng vững. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sống đúng theo lương tâm của mình, không có lừa gạt, không có làm gì cả. Nhưng bây giờ các bạn nghĩ xem, họ đó ghê tởm đến nỗi mà họ cho quen biết cái người nhà đối diện của thiền am luôn. Tình cờ em mới thấy một cái clip mà có một cô gái đứng quay từ trong thiền am, từ trong cái cửa nhà mà trước thiền am đó, quay chĩa thẳng cái camera vô trong thiền am. Như vậy các bạn nghĩ xem họ ghê tởm đến như kể nào, họ rình rập để kiếm mấy trăm cây vàng của đứa bé như thế nào. Cái này ghê quá các bạn ơi. Cái này phải nói là họ rất là đông, họ là bên trong tối, mình là ngoài sáng, mình không thể nào mà mình hiểu biết được tất cả họ là ai cả đó. Nó ghê đến nỗi như vậy đó. Nhưng mà vì sao họ làm những vấn đề đó? Tại vì họ muốn diệt đi thiền am. Nhưng họ diệt bằng cách nào? Diệt bằng những cái mà vu khống, diệt bằng những cái mà bằng chứng không có thật. Nếu như mà những bằng chứng mà có thật, thì các bạn nghĩ xem bây giờ thiền am còn sống sót hay sao? Đó là một cái vấn đề hiện tại bây giờ. Họ đi môi lùng, họ đi môi móc, họ bài mưu bài kế, thậm chí
họ còn hại luôn người của họ để mà làm con cờ thế thân. Để làm cái gì? Để hại đi thiền em, để mà cho mà thiền em xuống chúng một cái bẫy. Cái bẫy đó là bẫy gì? Bẫy hình sự. Đó, các bạn thấy chưa? Cái này nó rất là ghê. Cho nên rất là nhiều người hợp tác với nhau để mà đánh. Cho nên cái này phải nói là Tam Quốc diễn nghĩa, tức là bang. Cái này là phải nói là Tam Quốc chí của thờ nay. Ba cái này không phải là ba thế lực, mà là rất là nhiều thế lực hợp tác nhau để mà đấu với là thiền am. Cho nên các bạn thấy đó, họ bất nhân bất nghĩa như thế nào. Có nhiều người họ giả giờ để mà đi vào đó để làm gì? Để khám phá, đi vòng vòng thiền am để làm cái gì? Để khám phá. Thậm chí những chuyện mà không có họ còn bịa ra nữa. Đó, mình sợ nhất là những tên gián điệp đó đó nha các bạn. Những cái con gián điệp này, thí dụ mà con gián điệp này mà họ là trung thật đi, thì chuyện có nó có, chuyện không nó không, thì mình không sợ. Nhưng mà mình chỉ sợ những cái con mà gián điệp mà phải nói là chuyện không có mà nói thành có. Đó, các bạn hiểu không? Còn một cái này nữa nè, mới ghê tởm. Cái người đó đó giả dạng vào đó để mà kêu các bé học thuộc những cái bài để mà ca ngợi tên tuổi của họ. Để mà, đó các bạn hiểu chưa? Em không nói thêm nữa, chỉ nói sơ như vậy thôi. Cho nên khi mà cái người đó nghe được cái clip này thì chắc chắn sẽ rùng mình thôi. Mình làm thiện, mình không cần phải người khác để kêu những gì ca ngợi mình. Thấy chưa? Khi mà cái người mà ca ngợi mình là đó là những cái chân chứ phải nói là cái tấm lòng chân thật ca ngợi, chứ không phải là mình kêu người khác ca ngợi mình. Mình bỏ tiền kêu người này ca ngợi mình, bỏ tiền qua người khác kêu người ta ca ngợi mình. Nhưng rồi một ngày nào đó, những người đó sẽ cắn lại mình thôi. Tại vì những người đó là vì danh lợi, chứ không phải là vì mình. Họ vì một cái gì đó lợi nhuận cho họ, họ mới vào. Nhưng các bạn ơi, những người hiện tại bây giờ không đáng sợ, mà những người đang âm thầm, không lên tiếng, mà bày vẽ sau lưng, mà chỉ điểm những cái kế hoạch đó ra, đó là những người mới là đáng sợ nha các bạn. Còn có những người nữa đang công kích em bằng cách gì? Nói em á, úp mở mở, nói đại tên ra đi. Thực sự ra, tại sao có nhiều kênh khác họ nói thẳng tên ra, nhưng mà lại chỉ có mình em là đi bày vẽ câu chuyện thôi? Tại sao? Tại vì các bạn cũng biết, họ có nhiều kênh mới bây giờ họ nói thẳng tên để làm gì? Mục đích của họ chỉ là lấy tên tuổi, đánh bóng cái kênh của họ thôi. Các bạn hiểu không? Còn em thì không cần thiết phải làm như vậy. Tại vì sao? Tại vì em không muốn nói ra những cái tên người này tên người nọ để mà đánh bóng tên tuổi của người khác. Và trong khi đó, họ có đáng để cho mình nêu lên cái tên trong cái kênh của mình hay không? Họ không có đáng đâu các bạn. Những người nào đáng nêu tên thì em sẽ nêu tên. Còn những người nào không đáng nêu tên thì em sẽ không đáng. Và em cũng có thể tránh luôn cái tội mà họ vu khống em nữa. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Bây giờ đó, tụi nó ghê lắm. Tất cả ai mà binh thiền em mà lên clip, họ đều thu lại hết. Họ thu lại hết, họ thu lại, ghi lại những cái video đoạn đó. Chỉ cần mình nói sai một lời thôi thì họ đem ra họ kiện, họ vu khống mình. Cho nên những người khác họ không nghĩ tới cái chuyện đó. Tại sao? Tại vì họ muốn đang đánh bóng tên tuổi của họ, cho nên họ không nghĩ tới. Nhưng em thì khác. Tại em có một cái lý do của em, nhưng bây giờ em không nói ra, em nói ra được tụi nó biết làm sao? Đâu nói, ngu gì nói. Thì có nhiều người đó đi vô bình luận vô trong cái kênh của em, nói tại sao không nói rõ tên, sợ hả? Cái đó là họ đánh tâm lý em. Cho nên á, mình sợ nhất á là người mà chơi, những người mà bình luận vô đó là họ chơi cái trò tâm lý để gài em vào một cái bẫy, các bạn hiểu không? Cho nên em cũng đâu có ngu. Cho dù họ cứ dùng cái nick ảo nước này nước nọ đi nữa, họ gài em vô để làm cái gì? À, các bạn cũng đủ hiểu rồi. Trên đời này có ba loại người mà lúc nào cũng được phước báo hết, là những người đó là những người được Phật phải nói là quý nhân phù hộ cho. Đó là người thứ nhất, đó là người biết tri ân báo đáp. Người mà biết tri ân báo đáp thì là những người đó không bao giờ mà phản ai cả, và không bao giờ nói xấu ai cả. Cho dù họ có bị chuyện gì đi nữa, họ vẫn làm thinh, họ vẫn làm ngơ, không có nói xấu, không có nói phản biệt lại. Và cái người thứ hai đó là người có một tâm lý tốt. Người tâm lý tốt là gì? Là họ chuyên môn suy nghĩ tốt về những người khác,
không bao giờ mà suy nghĩ xấu những người khác. Và người thứ ba đó là người lương thiện. Nếu như các bạn là trong những người mình đã có một đức tánh trong những ba cái thứ này rồi thì mình đờ đờ kiếp kiếp, mình mặc sức mà ăn thôi. Tuy rằng mình không có giàu có nhưng mà mình cũng không đến nỗi thảm tệ nghèo khổ. Cho nên đó, các bạn thấy đi, cái người mà làm thiện làm phước đó, có được ba đức tánh này không? Thứ nhất là tri ân báo đáp, khó hay không? Hay là chỉ là lợi dụng thời cơ? Đó, các bạn thấy chưa? Cái câu mà tri ân báo đáp này hiện tại bây giờ là rất là nhiều người không có bao giờ mà cái đợt cái câu ngược lại đó, tức là dông ơn bội nghĩa. Các bạn thấy bây giờ được biết bao nhiêu người dông ơn bội nghĩa chưa? Đó, các bạn thấy rồi đó. Người thứ hai là tâm lý tốt. Cái người tâm lý tốt là người như thế nào? Là người suy nghĩ tốt cho người khác, không bao giờ mà phản biệt lại những cái lời xấu của những người mà có ơn với mình. Đó, các bạn thấy chưa? Còn cái thứ ba là người lương thiện. Người lương thiện là người gì? Là người hay bao dung, không quên đi tất cả, xóa đi những nỗi phiền, xóa đi những cái ân thù. Đó, thì đó những là người đó là những người lương thiện, những người đó là những người có lương tâm. Còn những người cắn rứt lương tâm là những người đó là những người như thế nào? Những người đã rút chân ra và còn bôi nhọ ngược lại, còn thuê người để mà chỉ trích ngược lại. Nhưng có một người đang âm thầm im lặng nhưng rất là nguy hiểm nha các bạn. Tại vì đã âm thầm sau lưng để mà làm những cái chuyện gì đó mà các bạn chưa có giờ biết được, nó mới là ghê đó. Còn những người mà phao tin lên hô hào này nọ, những người đó chỉ là những con cờ của họ đi mà thôi. Cho nên thực sự ra đó, cái cốt truyện này nó rất là dài. Khi mà tới khúc mà phần mà cuối cùng luôn, cái tập mà hết kết thúc cái câu chuyện này, thì các bạn mới nhìn ra được ai là người thật sự, ai là người giả dối. Các bạn hãy đón xem nhé. Thôi em kết thúc cái video này tại đây vậy thôi. Thì các bạn hãy hiểu thêm các những người nào mà theo dõi thiền em, mà yêu thương thiền em á, thì sẽ hiểu được những cái cốt truyện mà em nói trong cái clip của em là nói về ai. Còn có những người mà họ hiểu nhưng mà họ làm bộ để mà gài thế em, để mà nói tên ra người này tên người nọ đó, thì cái đó là em không có trúng bẫy của họ đâu. Tại vì đó là cái trò chơi tâm lý của họ thôi các bạn. Trò chơi tâm lý đó là làm gì? Để họ thu lại những cái clip đó của em, để mà sau này họ có thể có cơ hội để mà kiện em cái tội vu khống họ. Nếu như mà em đã lật mặt được cái kế hoạch của họ rồi thì họ không làm được, thì họ sẽ kiện lên là mình tội vu khống. Các bạn hiểu không? Cho nên có nhiều người á nói tại sao em nhát gan này nọ. Thực sự em không phải là người nhát gan, mà là người phải biết trước biết sau. Đó, chúng ông bà ta có câu như vậy nè: lùi một bước tiến xa lùi ba bước tiến xa một bước gì đó em quên rồi, nhưng mà nói chung mình biết lúc nào là cái thời điểm của mình, lúc nào không phải là cái thời điểm của mình. Nhưng mà thôi không nói nữa, em xin kết thúc cái video tại đây nha. Nói hồi nữa tụi nó vô nó đánh phù mỏ em luôn á. Thôi em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nhé. Nếu như các bạn có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký nhé, nhớ bấm like bấm share luôn. Và em xin hẹn trong những cái video clip kế tiếp. Bây giờ em đang có dự án để mà quay một cái phim hành động rất là hay nha các bạn. Thôi em xin chào các bạn nhé, bye bye.